Xin kính chào quý vị và bà con. Bão số 10 hiện đang di chuyển chậm ở khu vực giữa Biển Đông với cường độ bão là cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển chậm với tốc độ là khoảng 10 km mỗi giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi cho tới Khánh Hòa và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Dự báo vùng biển nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới sẽ là từ vĩ tuyến 12 đến 16,5 độ Bắc và phía Tây kinh tuyến 114 độ Kinh Đông. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần phải liên tục cập nhật thông tin thời tiết qua hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam với tần số 7906 và 8294 kHz, đồng thời giữ thông tin liên lạc thường xuyên với đất liền để được trợ giúp khi cần. Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, ngày hôm nay có mưa bão, gió khoảng cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 10, độ cao sóng từ 4 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, có gió cấp 6 sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Với khu vực huyện đảo Trường Sa, gió thì không quá cấp 4 nhưng lưu ý là mưa dông, kèm theo đó là lốc xoáy, gió rất mạnh. Bản tin xin được kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.